Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 200.000 top càng có ký hiệu là CRB nữa bạn. Thì con này được chạy trên nền tảng của Solana. Con này rất là tiềm năng nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mình mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn visit website nè. Xem qua website của nó các bạn. Đây là website của nó nè. Đây là website của nó nè các bạn. Đây là dự án farming của IDO. IDO 10 ngày nữa thôi. Rồi các bạn xem qua thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xem qua Facebook nữa nè. Rồi trên Facebook thì bấm thích luôn các bạn. Rồi các bạn thích nha bạn, chia sẻ công khai luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Submit profile link Facebook thì bạn nhấp vào Facebook mình nha các bạn. Chạy nền tảng Son của mình cũng không có phái lắm, nhưng thật ra con này rất khá là tiềm năng nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nè các bạn. Các bạn nhấp vào qua cánh cùng nè. Các bạn sao chép liên kết của mình nha các bạn. Bấm ok nè, rồi sau đó các bạn dán vô đây nè. Rồi bấm continue nha các bạn. Join Discord thì mình join sao đây bạn, tiếp tục follow tại Twitter nè. Mình join sớm con Discord nó kêu khó chịu các bạn. Trên tại Twitter bạn theo dõi nè, sau đó bạn bắt up lên nè. Cầm bóng có tôi new. Sau đó thì bạn like và retweet tăng 5 người bạn nè. Enter username. Tại Facebook, tại Twitter nó hồi nãy mình quên like và Facebook nữa. Nhấp lại không được, bây giờ không biết tìm kiếm tờ Twitter nó bằng cách nào nè các bạn. Các bạn nhấp vào một tờ Twitter này chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào tờ Twitter dòng trên cùng nè các bạn. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn chích dẫn về tờ tweet nha các bạn. Các bạn tăng 5 người bạn mình vào đó các bạn. Rồi các bạn tweet lại nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn vào nha các bạn. Còn winvnnh9 không có tin yêu, nó không nói rõ hết trơn nên mình khó làm quá các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh group channel nha các bạn. Rồi trên cái Telegram nó bạn join chào các bạn, sau đó bạn bắt up lên nè. Các bạn join tiếp kênh group mấy cái nữa nè. Rồi sau đó các bạn bắt đập lên nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn vào setting nè. Copy username mình nè các bạn. Rồi các bạn dán vào link phong này nha các bạn. Rồi bấm continue các bạn. Tiếp tục send in to them deputy initially. Rồi tiếp tục thì các bạn follow minimum nha các bạn. Minimum sao mà nó chậm quá. Trên minimum thì bạn follow nha các bạn. Không biết nó có kêu điện username không. Rồi bạn muốn continue nha các bạn. Rồi tiếp tục follow get it nè. Click here nè. Rồi trên bạn follow nha bạn. Rồi bạn like đăng cái luôn các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào ba hành cùng nè. Nhấp vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn copy cái username này trên cái disk của mình nè, của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn sao chép gỡ lưới giá như đây nè các bạn. Rồi bạn continue nha các bạn. Tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube cái nữa nè. Trên kênh YouTube nữa các bạn đăng ký, các bạn like luôn nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn bấm continue nè các bạn. Tiếp tục thì bạn dùng địa chỉ với Son nha các bạn. Còn một cái Discord nữa. Phan các bạn. Bấm vào join welcome and read. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Rồi sau khi các bạn chấp nhận là mời, các bạn chat một câu đi các bạn. Nút Arab. Rồi sau đó các bạn copy username mình chỗ này nha các bạn. Tại sao các bạn hiền ngoan các bạn.
Rồi bạn sao chép lên nha bạn. Sau đó bạn bắt đắp lên. Bấm continue. Rồi các bạn khỏi copy username nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với son led Xiaomi nha các bạn. Các bạn copy địa chỉ với son mình. Ông lắp mật khẩu. Rồi các bạn bấm vào reset nè. Các bạn copy địa chỉ với mình nha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào một game show luôn nè. Rồi các bạn bấm vào một interest sonana. Các bạn dán vô đây nha các bạn. Rồi bấm continue. Rồi sau đó các bạn việc lấy đường ghép mình chia sẻ cho ông bà và người thân nha các bạn. Rồi video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.